Thưa quý vị, năm nay dịch bệnh, người lao động nghèo gặp quá nhiều khó khăn trong đời sống, nên lượng người mua hoa Tết chắc không được như mọi năm. Người trồng hoa mỗi năm chỉ ngóng thời tiết, còn năm nay đặc biệt hơn là phải ngóng vào túi tiền của người mua hoa. Những loại hoa phổ cập có giá tiền vừa phải với người lao động nghèo, năm nay rất cần phải cẩn trọng. Cách tốt nhất bây giờ là trồng hoa chậu theo đặt hàng. Trồng hoa Tết năm nào cũng phải xem thời tiết. Liệu có mưa kéo dài hay rét đậm nếu không cho hoa nở đúng hạn. Năm nay, người trồng mai mấy tỉnh phía Bắc miền Trung như Hà Tĩnh đang gặp phải cái nạn là mới cuối tháng 10 âm lịch mà mai đã nở vàng rực. Cái này hoàn toàn do biến động thời tiết, người trồng không thể lường được. Phía Nam miền Trung năm nay được dự báo rét đậm hơn năm ngoái, nhưng độ đậm nhạt cũng chưa biết thế nào. Người trồng mai phải canh coi thời tiết mà tự suy đoán thời điểm xuất lá để mai nở đúng Tết. Nhưng hoa Tết không chỉ có hoa mai mà còn rất nhiều loại hoa Tết khác. Mỗi năm chỉ ngóng thời tiết, nhưng năm nay đặc biệt hơn, phải ngóng vào túi tiền người mua hoa. Những loại hoa phổ cập có giá tiền vừa phải với người lao động nghèo, năm nay rất cần phải cẩn trọng. Cách tốt nhất bây giờ là trồng hoa chậu theo đặt hàng. Năm nay dịch bệnh, người lao động nghèo gặp quá nhiều khó khăn trong đời sống, nên số lượng người mua hoa Tết chắc không được như mọi năm. Những nhà trồng hoa số lượng lớn rất cần cân nhắc để lượng hoa mình trồng cung đường vượt cầu nhiều quá, kẻo bán không hết. Thiên tai lại kèm dịch bệnh, nên khả năng người chơi hoa năm nay sẽ tiết kiệm hơn. Những loại hoa họ mua sẽ bình dị hơn, ít tiền hơn và số lượng cũng hạn chế hơn mọi năm. Nhiều nơi trong Nam Bộ, ngay thành phố Hồ Chí Minh, người trồng hoa cũng rất dè dặt và đã xuất hiện nhiều cơ sở trồng hoa theo đơn đặt hàng. Một cách kinh doanh hoa thời dịch bệnh, nó thận trọng nhưng có lẽ rất cập nhật cho người trồng hoa. Vì thế, những nhà trồng hoa nên tích cực tìm kiếm những đơn đặt hàng chắc chắn, từ đó xuống giống ngay cho kịp thời vụ. Chưa ai dám nói trước mãi lực các chợ hoa Tết năm nay sẽ thế nào, vì còn gần 2 tháng nữa mới Tết. Nhưng chắc chắn mãi lực sẽ không mạnh mẽ như mọi năm, mà số người nghèo, nhà nghèo thì bao giờ cũng nhiều hơn số người giàu, nhà giàu gấp nhiều lần, nhất là trong thời điểm dịch bệnh này. Vì thế, đoán thời tiết, đoán túi tiền người mua hoa để xuống hoa là câu chuyện rất hợp thời ngay lúc này. Còn kiếm được những nơi đặt hàng, những đơn đặt hàng số lượng chậu hoa thì lại chắc ăn hơn. Dù sao, Tết có hoa nở đúng, nở đẹp mới là Tết.